Kính chào bà con bác, hôm nay mình đến bãi kiển của anh Thẳng ở Ninh Kiều, phố Cần Thơ. Thì sau đây thì sẵn đây giới thiệu cho chú bác anh chị em mình về phôi mai vàng và mai tứ quý. Sẵn tiện đó thì cảm ơn cô chú bác anh chị em thời gian qua ủng hộ bãi kiển của anh Thẳng luôn nha. Rồi bắt đầu mình vô clip luôn, khỏi mất thời gian cô chú bác anh chị em. Rồi chào anh Thẳng ơi. Chào dạ, Linh, chào dạ, bà con. Bữa nay về giao lưu với bà con là 21 phôi mai mini chứ ba phôi mai vàng chung với hai cây mai tứ quý. Rồi. Rồi. Vô cái thứ nhất ha. Vô cây số 1 luôn. Cây mã số 1 phôi Cây mai vàng. mã số 1 là một cây vắng thú đó bà con. Chân này bỏ chân trước chân sau luôn rồi bà con. Có đuôi luôn. Đều luôn. Dáng rất đẹp. Rồi cho em thông số luôn, quá đẹp, ăn thú nha. Thú nha. Rồi 22 hoành. 22 hoành. Chiều cao là 40. Rồi, chiều cao 40. Dài là này. Cũng ngắn có 10 17 thôi. Rồi. Cây số 1 giao rồi lưu. cây số 1 này giao lưu với bà con là giá 3,2 triệu. Giá 3 triệu 2 cây số 1, số điện thoại luôn. Dán thú, số điện thoại là 0918 134 404. Rồi một cây dán thú rất đẹp bà con. Rồi, đó thôi. Rồi số 2 mỗi một cây mai vàng. Cây số 2. Mới bứng luôn. Lá còn tươi xanh luôn. Rồi cho thông số luôn, thông một cốt thôi. Lắc lắc. Rốt lắc luôn. 25 hoành, 25 hoành. Cao 85. Chiều cao 85, cây số 2 giao lưu giá nhiêu anh? Cây số 2 giao lưu với bà con giá là 800k. Rồi cây số 12 800k, bao ship toàn quốc luôn anh Thắng. Bao ship toàn quốc luôn. Đó thôi. Cây số 3 là cây mai vàng luôn. Cây mai vàng cây số 3. Lắc lượng luôn nha bà con. Đế bỏ cũng đều. Rồi thông số luôn. Hoành 24 luôn, hoành 24. Cao 100. Chiều cao 100. Rồi cây số 3 này giao lưu với bà con giá 800k luôn. Rồi 800k cây số 3. Theo mình lên cây số 4. Cây số 4 là cây tứ quý. Rồi một phô mai tứ quý nha. Của chú bán cho em. Đế cũng đẹp nha bà con. Già cây. Rồi dân thông số luôn. Rồi thông số của tôi quý này luôn. 30 hoành. 30 hoành. Cao là 57. Cao 57. Rồi cây tứ quý này giao lưu với bà con giá 1,2 triệu. Cây số 4. Cây số 4 tứ quý giá 1,2 triệu. Vào ship toàn quốc luôn bà con. Vào ship toàn quốc luôn. Rồi cây số 5 là cây văn bài. Cây văn bài của tứ quý luôn ha. Tứ quý luôn. Có vọng tử luôn. Rồi cây số 5 văn bài tứ quý. Đó. Mình lại gần chúng nha. Bài cốt cành đều luôn rồi bà con. Có mẫu tử dính liền chứ không phải là. Rồi cốt cành đều luôn. Đế có luôn. 31 hoành. 31 hoành. Cây mẫu cây tử đây.
Đi tử 15 hoành. Đi tử 15 hoành. Cao. Chiều cao 1m4. Chiều cao dáng bay 1m4. Con này rất đẹp rồi con. Rồi cái này giao lưu giá cái luôn này. Giao lưu với bà con là giá 2,2 triệu. Giá 2,2 triệu. Cây số 5. Rồi. Cây số 5 giá 2,2 triệu. Đổi phô luôn nè. Rồi. Đấy mấy cây mini. Đây là một cây mini cũ đế cũ rồi bà con. Dán bài luôn, dán bài luôn. Cũ luôn, đít luôn. Chỉ cần đều luôn. Rồi, cho em thông số cái này luôn. Mười bốn hoành. Dài. Cái cần bay đâu rồi. Chiều dài. Dài dán bài. 70. 70. Rồi cây này giao lưu với cây này cây số 6. Cây số 6 giá luôn anh ơi. Giao lưu với bà con giá 700k. Rồi, cây số 6 700k. Rồi cây số 7. Tiếp theo cây số 7. Đùng đều tàn lắm bà con. Đế cũng đẹp luôn. Cho thông số luôn. Mười bốn hoành. Chiều cao 43. Rồi chiều cao 43. Cây số 7 giao lưu với bà con giá 500k. Rồi, cây số 7 giá 500k. Cây số 8. Thế cũng đều nha bà con. Gì cần có luôn. 14 hoành. Cao 50. Giao lưu với bà con là giá 400k. Cây số 8 400k. Số điện thoại luôn hẳn rồi. Số điện thoại là 0918134404. Rồi, báo ship Trung Quốc luôn. Tiếp theo cây số 9. Đẹp luôn nha bà con. Cây số 9 ha. Hoành 15. Cao 56. Cây số 9 giao lưu giá như thế này. Cây số 9 giao lưu giá 500k. Rồi, cây số 9 500k. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10. Chi cành đều luôn bà con. Rế ổn luôn. Lực lũ luôn, lực không. Chi đều luôn. Rồi cho em thông số luôn. Cái số 10. Mười bảy hoành. Cao 68. Rồi cây số 10 giao lưu với bà con giá 700k. Rồi đổi phôi nữa. Tiếp theo cây số 11. Cây mini luôn rồi thôi. Cắt ngắn ghép bonsai cũng rất đẹp. Chưa rồi. Bà con muốn cắt sập cắt. Em thông số luôn anh ạ. 14 hoành. Cao 44. Rồi giá luôn cái 11. Cây số 11. Giá 400k. Rồi cây số 11 giá 400k. Cây số 12. Đây đẹp nha bà con. Vành thân này là 13 nha bà con. Thân 13. Thân
chủ lên, còn cái dưới này là 20. Rồi, 20. Chiều cao. Chiều cao là 70. Chiều cao 70. Rồi giá luôn cái này. Cây 12. Giao lưu với bà con giá 600k. Rồi cây 12 600k. Theo. Cây số 13. Cây số 13. Gì cầm đều mà bà con có cũ luôn. Mini, mini một cũ luôn ha. Rồi, thông số luôn. 13 hoành, 13 hoành. Cao 58, chiều cao 58. Cây số 13 giao lưu bà con giá 400k. Rồi, cây số 13 400k. Cây số 15. 13 tới 14. Ủa 14. Rồi, cây số 14. Xíu lộn. Rồi, cây số 14. Cũ đẹp nha bà con. Đúng rồi. Dòng luôn. Rồi cho thông số cái này luôn. 15 quanh. 15 quanh. Cao là 49. Cao 49. Rồi giá luôn. Giá là số 14 này giá 500k. Rồi. 500k cái số 14. Rất dễ chơi rồi con. Cây số 15. Tiếp theo cây số 15. Chi cốt cành đều luôn bà con. Rồi, chơi thông số luôn. 15 hoành. 15 hoành. Cao 36. Cao 36. Cây 15 này giao lưu với bà con là giá 400k. Rồi, cây 15 400k. Cây 16 đẹp nha cô chú bác nha. Cây này đẹp. Chỉ thang đầy đủ. Đế cũng lực. Đế cũng... À, đế lực luôn, đẹp luôn. Gãy khá đều ha. Cũ nở đít cũ luôn. Đít bá luôn ha. Đít bự là khoái ha. Bự là khoái rồi. 18 hoành. 18 hoành. Cao 45. Rồi, chiều cao 45. Cây này rất đẹp. Cây 16 giá 700k con. Rồi, cây 16 giá 700k. Đổi thôi luôn. Theo cây 17. Cây 17. Đó, một cây cũng đều. Cũ cũng có luôn mà. Nhỏ nhỏ chứ đẹp không à. Nhỏ với củ bự ha. Rồi. Nhỏ củ bự. 16 hoành. 16 hoành. 53. Cao 53. Cây số 17 giao lưu bà con 600k. Rồi cây số 17 600k. Số điện thoại luôn thẳng rồi. Số điện thoại là 0918 134 404. Số Zalo luôn nha bà con. Cây số 18. Đó, đế rất đẹp, cũ luôn. Một số cây này luôn. Rồi, một số luôn. 13 hoành. 13 hoành. Cao 46. Cây 18 này có giá là 600. Rồi, đó thôi luôn. Cây 18, 600. Cây 19. Rồi, tiếp theo cây 19 đây. Cũ nữa. Cũ nữa. Gãy chập bá luôn. Cốt cành đều luôn rồi con. Mười bốn hoành. 14 hoành. Chiều cao. Chiều cao là 62. Chiều cao 62. Rồi cây số 19. 19. Cây số 19 giá 600k. Cây 19 600k. Cây số 20. Rồi, tiếp theo cây số 20.
dán hơi siêu một chút là đó, để cũng đẹp luôn, cây nào có cũ á, nhỏ nhưng có cũ. 14 quanh, 14 quanh. Chiều cao. Chiều cao 56. Ờ, chiều cao 56. Cây 20 giao lưu với bà con giá 500k. Rồi. Cây 20 500k. Rồi, cây 21. Cây số 21. Đế đẹp nha bà con. Cốt cành đều luôn. Chép thông số luôn. Mười lăm hoành. Cao 60. Cái này số 20 21. Vậy đây 20 nè. 21 quên đi hoài. Rồi cây số 21 giá 600k. Giá 600k luôn. Cây số 22. Rồi tiếp theo cây số 22. Cây cũng cũ đẹp nha bà con. Ghi số luôn. Cũ đẹp nha. Rồi thông số luôn. Hoành 15. Cao 45. Rồi chiều cao 45. Cây số 22. Giao lưu với bà con giá 500k. Rồi, 500k. Tiếp theo cây số 23. Cây số 23. Cây rất quá cũ nhận nữa nè bà con. Nó chi cành đều hết trơn. Mười lăm hoành. Cao 52. Cái này giao lưu với bà con giá 600k. Rồi 600k. 24. Rồi tiếp theo cây 24. Cây rất đẹp rồi bà con. Cái này quái đẹp nè, lắc nè. Cây lắc đẹp rồi. Củ đế đẹp. Chi cành đều. 16 hoành. Cao 44. Rồi, chiều cao 44. Cây 24 này giao lưu bà con giá 600k. Rồi, đổi 24 600k luôn. 25. Cây 25. Cây chi cành đều còn đế cũ bị gãy quậy hả. Rất đẹp luôn, này cây nào cũng đẹp luôn. Rồi cho em thông số cái này luôn. 15 hoành. Cao 64. Rồi cây 25 giá luôn anh. Cây 25 giá là 700k. Rồi cây 25 giá 700k. Tiếp theo cây 26. Rồi, cây 26 cây cuối cùng rồi con. Chi cành đều ha. Chi cành đều á. Cũ luôn. Cũ đẹp luôn. Đẹp. Màu xuống còn rễ nữa đâu rồi. Mười lăm hoành. Cao 60. Rất giót ngọn. Rồi cây số 7 này giao lưu với bà con giá. Ủa cây số 26 giao lưu với bà con giá 700k. Rồi. Đây là cây. Rồi cây này là cây cuối cùng, cuối clip thì chào bà con. Cảm ơn bà con đã trước đây đã ủng hộ mấy cái clip trước đây. Dạ. Rồi, xin cảm ơn bà con. Rồi, xin cảm ơn anh Thẳng và cũng cảm ơn cô chú bác anh chị em thầy qua ủng hộ bài kiện cho anh Thẳng luôn nha. Đây là những phôi mai mini giá rẻ luôn. Rồi để cho cô chú anh chị em tập chơi nha. Xin chào.